Tiếp tục quay lại với series nón bảo hiểm thì chuyến trước mình đã có giới thiệu những cái nón Touring Adventure đến từ các thương hiệu như là Nest, Kalim, rồi Subert. Thì hôm nay lại quay lại với thương hiệu Subert, mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái nón Touring Adventure đó. Và Subert này là thương hiệu của Đức đó, và điển hình ở đây chính là cái nón Subert E1 nè. Đó, đây là cái nón Subert E1. Thì cái nón này nó kết hợp giữa cái dòng Touring và dòng Adventure, vừa lật hàm và vừa có mái che luôn, vừa lật cầm vừa có mái che. Đó, thì cái nón này vừa đi được những cung đường on-road cũng như off-road luôn. Đó, thích hợp đi được những cung đường on-road và off-road. Thì hôm nay mình sẽ trình bày chi tiết cho anh em thấy cái nón Subert E1 này nó có những cái công nghệ gì hay và đặc biệt đó. Rồi tiếp tục đi vào cái phần bên ngoài đi. Đi vào cái phần bên ngoài thì anh em thấy nè, một cái nón mà có cái mái che như này thì được gọi là một cái nón Dual Sport. Nhưng mà thằng Subert E1 này nó lại còn hay một chỗ á, là nó kết hợp được cái phần lật cầm luôn. Đó, cái nón lật cầm thì là những cái nón Touring đó. Thì cái Subert E1 là sự kết hợp giữa hai cái, theo mình thấy là vậy đó. Và rất là tiện lợi và rất là thoải mái khi mình đi tour. Cái lật cầm này á thì giúp cho mình uống nước nè. Có ai còn ai mà hút thuốc thì cũng có thể hút thuốc luôn, uống nước nhanh mà hút thuốc cũng nhanh, không cần phải gỡ nón ra đó. Còn cái mái che ở trên này, cái mái che này á thì nó có chức năng. Thứ nhất là khi đi off-road vào những cái vùng có những cái nhành cây đó, thì nó sẽ giúp cản cây cối nó quẹt vào cái mặt kính này, giúp nó để tránh chày xước cái mặt kính phía trước này. Còn có một cái chức năng nữa, khi mà những cái nắng xiên buổi sáng sớm á, thì mình có thể là kéo cái mái che này xuống đó, và hạn chế được những cái nắng xiên, cũng rất là hay đó. Mình sử dụng cái nón này rồi và mình thấy khi mà đi nắng sớm hoặc là những cái nắng xiên buổi xế trưa xế chiều hơi khó chịu chút á, thì mình sẽ kéo cái này xuống để che những cái tia nắng xiên đi đó. Và cái mái che phía trên này nè, nó có thể là di chuyển độc lập được với cái những cái phần còn lại. Nó có 3 nấc, nấc cao nhất, nấc thứ hai và nấc thứ ba đó. Và mỗi khi chúng ta muốn di chuyển nó á, thì chúng ta chỉ cần mở hai cái chốt ở trên này, kéo hai chốt này xuống nè, kéo hai chốt hai bên này xuống đây, hai chốt này ban đầu này là nó sẽ khóa lại, và chúng ta kéo xuống này, chúng ta sẽ di chuyển một nấc nè, hai nấc nè đó, nó sẽ được giống như là ba nấc vậy đó. Rồi ba nấc di chuyển độc lập rất là hay. Đó là cái phần mái che, và mái che này có thể tháo rời ra luôn. Đó, cái mái che này có thể tháo rời ra. Bây giờ mình sẽ tháo cái mái che ra cho anh em coi. Tháo ra và rất là dễ gắn vào, anh em thấy không? Tháo rời ra. Đó, và nó có một cái hai cái khóa giống này nè, nó nằm riêng ở ngoài. Đó, hai khóa này nằm riêng ở ngoài thì chúng ta sẽ gắn vào đây và chúng ta không cần xài mái che. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái khóa đó và gắn cho anh em coi. Đây, đây là hai cái khóa rời ở ngoài, option này là kèm theo. Đây nó có cái ngàm đó, mình sẽ gắn nó vào đó, mình xoay gắn nó vào ha. Đó, rồi mình xoay như vậy là mình sẽ thành một cái nón Touring không có cái mái che. Và những cái nón này thì có thể chạy được với những con nắc trịch đó, chạy những con nắc trịch, hoặc là ai không thích cái mái che này thì có thể tháo ra thôi, nó vẫn lật cầm vẫn bình thường, rồi vẫn đóng bỏ kiếm bình thường luôn, không có ảnh hưởng gì tới cái nón. Rồi giờ mái che mình để sang bên nha, đây để sang bên này cho nó gọn đi. Rồi đến cái hệ thống thông gió, hệ thống ven gió của Subert rất là hay. Nó không có thiết kế nhiều luôn, không thiết kế ven gió nhiều, nó chỉ có một cái hai cái ven ở dưới càm nè, ở đây là ngay cái miệng của mình, hai ven ở ngay dưới miệng, một ven trên này đóng mở được, cái ven này cũng đóng mở được luôn đó. Hai ven ở đây và cái ven ở đây cũng đóng mở được đó. Nhưng mà với hai ven này và mình mang vào á, cũng cảm thấy nó rất là thoáng mát luôn, rất là thoáng mát. Hai ven gió này nó đối lưu, nó di chuyển ở trong cái nón á, thì làm cho người đội cảm thấy rất là thoáng mát, dễ chịu, cực kỳ thoáng mát, thoải mái và dễ chịu. Tiếp theo là cái kiến này,
Đây là cái kiến của Subert này, chúng ta thấy cũng mở được từng nấc luôn. Trong này nó đóng, nó mở lên được rất là nhiều nấc. Đó. Và cái tầm quan sát của cái kiến này cũng rất là rộng. Đó, giúp chúng ta ngồi lái như thế này, cái tầm quan sát ở phía trước cũng rất là rộng luôn. Và cái công nghệ kiến của Subert này á thì là chống chày xước đó và chống va đập rất là cao. Cái kiến này rất khó mà bể. Nói chung là cái kiến này nó ứng dụng công nghệ nè, chống chày xước, chống va đập, đó, chống vỡ rất là hay đó. Rồi, và cái nón mình đang để đây là cái nón size M đó. Vòng đầu nó khoảng 57. Rồi, tiếp theo về cái vỏ nón đi. Tiếp theo là cái phần vỏ nón. Thì cái vỏ này á là được làm từ những cái sợi thủy tinh mà được nén trong áp suất cao. Đó, công nghệ của Subert là làm từ những cái sợi thủy tinh và được nén ở áp suất cao. Cho nên là cái lớp vỏ ở bên ngoài, lớp vỏ ở bên ngoài này nè, chống va đập, chống mài mòn rất là tốt. Đó, hầu như những cái nón mà của châu Âu, mà điển hình là cái nón của Đức này, thì cái lớp vỏ rất là chất lượng, mang vào là nói chung là tự tin, phải đảm bảo cái sự an toàn. Đó. Rồi, cái lớp vỏ bên ngoài. Rồi rồi cái phía sau đây thì anh em có thể thấy là nó có ghi cái trọng lượng là size M thì khoảng là 1 ký, khoảng 1 ký 7 đó, cộng trừ 50 gram. Đó, cái nón này khoảng 1 ký 7 size M và cộng trừ 50 gram. Thật ra cái nón này không có nặng đâu. Chút nữa mình sẽ bỏ lên cân mình cân để so với những cái nón Arai luôn. Đó. Rồi về cái phần cấu tạo bên ngoài, còn có một cái này nữa rất là hay. Đây, cái nón này nó còn thêm một cái kiến gọi là kiến phụ ở trong. Để kiến này gọi là kiến mát đó, để khi mà trời nắng chúng ta có thể sập nó xuống nè. Đó, và ở đây là cái khóa, ở đây là cái chốt để đóng mở cái kiến phụ ở phía trong. Đó, cũng rất là thuận tiện và sử dụng rất là dễ dàng. Đó, đóng mở cũng rất là dễ, rất là tiện. Nó nằm ở ngay cái phía tay trái của mình và ngay cái tầm này luôn. Anh em chỉ cần đưa tay lên đây là đã đóng mở được rồi. Đó, rồi, tiếp theo. Giờ là mình sẽ đi vào cái phần ở bên trong ha. Tiếp theo, cái phần bên trong. Đó, phía đây là cái miếng ở phía dưới nè, ôm vào cái cổ của mình thì mình sẽ thấy là có hai cái miếng phản quang ở hai bên. Đó, và đây là một miếng lót và cảm giác là rất là êm ái. Đó, miếng lót này rất là êm ái luôn. Rồi giờ mình sẽ đi sâu vào phòng bên trong mút lót nữa. Đây, anh em thấy nè, cái mút lót của con Subert, anh em thấy không, cái mút lót của con Subert này là nó làm chất liệu giống như là vải nhung vậy đó, và rờ vào rất là êm ái, thoải mái luôn. Đó, cái này là cái chất liệu nó là cool mask, mang vào là nó êm, cực kỳ êm, và nó lại là thoáng mát nữa. Cho nên là, và nó còn có cái chức năng là kháng khuẩn, chống đấm mốc, chống vi khuẩn nữa. Cho nên là mang vào á nó không có bị ngứa và nó cũng ít bị kích ứng với da. Cho nên là cái nón Subert nó công nghệ ứng dụng vào cái vải lót này cũng rất là nhiều những cái hay. Rồi, tiếp theo là đến phần cái khóa đi ha. Anh em thấy không, cái khóa này đóng mở cũng rất là nhanh. Cái khóa này thì Subert M1 ứng dụng công nghệ khóa là micro lock. Đó, micro lock đóng mở khóa rất là nhanh và dễ dàng. Đó, thao tác rất là nhanh và gọn. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách tháo cái nón Subert ra. Thì cái nguyên lý tháo những cái nón Subert là hầu như là rất là dễ và rất là đơn giản. Trước tiên là mình sẽ tháo cái phần bờ cổ này ra nè. Đó, mình sẽ tháo cái phần bờ cổ này ra. Mình ở đây có hai chốt cài, mình tháo ra. Tháo này ra, xong rồi mình giật ở sau này ra trước. Đó, rồi mình kéo nó ra. Anh em phải chú ý ở đây là có hai cái chốt cố định. Nếu mà anh em giật ra là nhiều khi nó sẽ bị gãy luôn. Đó, hai chốt này nó sẽ dính vô trong cái ống ở trong này đây. Đó, cho nên là anh em chú ý cái mở chỗ này. Cái mở chỗ này rất là quan trọng. Nhiều anh em không biết mở đã gãy và phải đi mua lại cái miếng này. Tại vì á, nếu không có hai chốt này thì cái chỗ này nó hay bị tột ra lắm. Xài thì vẫn được, không ảnh hưởng, nhưng mà nó hay bị tột ra, khó chịu thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở. Nói chung là Subert biết cách mở là không có khó luôn. Đó, trước tiên mình sẽ kéo cái dây kéo này ra.
Đó, ở cái dây này mình sẽ lấy được ra thì mình sẽ lấy cái quai nón này ra trước nè. Đó, mình sẽ lấy quai nón này ra, anh em thấy không? Đó, biết lấy rất là nhanh. Đó, mình sẽ làm từ từ cho anh em coi. Đó, cái dây nón này á thì nó sẽ lòn vào trong cái khóa này đây. Đây, anh em thấy không? Nè. Đó, bây giờ mình sẽ lòn nó ra thôi. Bên kia cũng vậy luôn. Đó, và chút nữa anh em gắn vào cũng vậy. Rất là đơn giản, đây. Đó, mình sẽ tháo nó ra. Kéo cái dây này một xíu thôi. Đó, xong rồi. Ở trong này nó sẽ có khoảng 3 cái chốt nè, anh em thấy không? Có 3 chốt, mình chỉ cần lấy nó ra thôi. Đó, kéo nó xong rồi thấy tháo nó ra. Ok. Đó, vậy là mình sẽ lấy được cái lớp mút má ra. Cứ làm từ từ là sẽ quen. Đó, anh em thấy không? Không có gì là khó khăn hết á. Đây nè, mình nhét nó ở đây thôi. Nè, nó ra cái lỗ này rồi kéo nó ra. Đó, kéo từ từ là nó sẽ ra ngoài. Cái nón này còn mấy tinh nè. Rồi, đó, mình đã lấy được cái mút lót một bên ra. Rồi, cái mút lót bên này, bên này cũng vậy luôn. Anh em cũng tháo cái dây rồi đưa cái này ra là y chang. Y chang cái cơ cấu của bên này luôn. Rồi xong rồi cái mút ở trên phần đỉnh đầu thì mình sẽ gỡ nó ra. Cũng dễ, mình nhấc cái này ra nè. Đó. Rồi xong rồi mình tháo mấy cái ngàm gãy trên này thôi. Ngàm gãy này anh em đừng có sợ gãy. Nhưng cái khúc này là nó không có gãy được luôn. Cho nên anh em cứ kéo nó ra thôi. Rất là đơn giản. Đó. Đó, là anh em đã kéo nó ra được rồi. Đó. Và như vậy á thì mình sẽ lấy được cái mút này ra. Cái những cái chốt phía trước nè, rồi thêm một cái chốt ở phía sau đỉnh nón này nữa. Phía sau đỉnh nón này thì chúng ta sẽ lấy được cái miếng vải lót ở phía trên đỉnh đầu ra. Đó, và chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ sẵn đó quan sát ở phía trong luôn. Đó, anh em thấy không? Phía trong này là cấu tạo cái mút này á. Là nó vừa hấp thụ lực nè, và nó vừa giúp bảo vệ cái đầu mình nó êm ái khi có va đập. Đó, nhờ cái lớp vỏ ngoài cùng là chịu lực và chịu mài mòn. Đó, và cái lớp ở trong này là vừa tản lực, vừa hấp thụ lực và vừa giúp cái đầu mình nó êm ái khi có tác động lực. Đó, và anh em thấy trên những cái mút này có những cái lỗ và những cái khe này thì để giúp gió nó lưu thông ở trong này. Đó, và giúp cái đầu mình nó mát mẻ, thoải mái, êm ái hơn. Và ở phía hai bên này luôn, ở phía hai bên này anh em thấy nè, đây, ở phía những cái phía bên này là cũng có chỗ lõm vô để mình lắp những cái loa của những cái intercom vào đây, rất là vừa, nó không có bị cấn lỗ tai. Đó, nói chung đây là một cái nón touring, nón để đi tour đó. Cho nên là nhà nghiên cứu người ta nghiên cứu rất là kỹ để sản xuất ra sao mà phù hợp nhất đối với người đội đó. Theo mình tìm hiểu á thì cái nón Subert E1 này nè là một cái nón đi tour mà được đánh giá là êm ái nhất và nó cách âm tốt nhất luôn. Và mình cũng đã đội cái nón Subert này đi tour nhiều lần rồi và cũng cảm thấy rất là êm ái và rất là thoải mái, cách âm nó cực kỳ tốt luôn. Đó, và thật ra thì nó cũng không có nặng lắm đâu. Mang vào riết rồi nó cũng quen thì nó cũng bằng cỡ như cái nón Arai XD4 vậy đó. Nó cũng cỡ xem mà. Trên nặng, có thể là nặng, nếu mà cùng size thì nặng hơn cái nón Arai XD4 cỡ một lạng cỡ đó. Không có nhiều hết. Nhưng mà cái nón này thì nó quá nhiều option đi. Nó nè, hai kiến lập cầm nè. Đó, rồi nó có thêm cái mái che nữa, tùm lum hết á. Cho nên là nói chung là đội riết là sẽ quen và cũng rất là xứng đáng để mà đội. Rồi bây giờ mình sẽ đặt lên cái cân, mình cân cho anh em thấy luôn. Để giờ mình đặt lên cái cân nè, mình cân cho anh em thấy coi cái nón này nó nặng khoảng tầm bao nhiêu ha, có đúng với cái nhà sản xuất ghi trên nón không. Đây, giờ mình sẽ để cái nón lên đó. Nó cũng khoảng tầm có 1,7 kg rồi nè. Đó là đúng với nhà sản xuất ghi trên nón luôn. Và đây là cái nón Arai nè. Thì mình sẽ lấy cái nón Arai Tour Cross X3 cho anh em coi và cân nó luôn, coi nó bao nhiêu ký ha. Cái nón này là size L. Đó, size L. Thì cái vòng đầu nó khoảng là 59. Mình sẽ bỏ lên cân cân cho anh em thấy luôn. Đó, nó khoảng 1,75. Rồi,
Giờ mình sẽ tới cân lại cái su bọt thêm lần nữa cho anh em thấy nè. Đó. Giờ nói là phải cân cho nó xác đáng. Rồi. Anh em thấy không? Nói chung là size M với size L nó cũng không có xê xích nhiều đâu. Và cái cân nặng nó cũng xem nhau à. Ai nói su bọt nặng, nói ara nhẹ chứ cũng không có đâu. Đó, mình đã cân thử cho anh em thấy rồi. Rồi, và như vậy á thì mình đã giới thiệu chi tiết cho anh em về cái nón su bọt E1 đến từ nước Đức. Đó, và đây là một cái nón để anh em mang đi tour rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra anh em có thể chọn lựa những cái thương hiệu khác như là AGV nè, Arai, Kelim, Net, v.v. Đó, tùy vào cái nhu cầu sử dụng và cái túi tiền của anh em thì có thể lựa chọn những cái nón phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đó, và mình đội và đã trải nghiệm cái nón rồi. Cái nón su bọt E1 này rồi á thì mình cảm thấy đây là một cái nón đáng để sử dụng luôn. Đó. Và cái nón này á thì nói chung là ngoài tổng hợp cái sự an toàn thì nó còn đem lại những cái sự là thoải mái và tiện lợi khi mình sử dụng nó. Và anh em có muốn tìm hiểu chi tiết về cái nón su bọt E1 này á thì xin mời anh em lên website advgear.vn hoặc đến trực tiếp shop của mình B2A Vũ Long, phường 15, quận 10 để được sờ tận tay, nhìn tận mắt và được tư vấn kỹ hơn. Xin mời anh em đón xem những cái clip tiếp theo của mình và xin cảm ơn anh em.